Hai cho anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Ta Chào Bà.com. Trong cái lúc mà mình lướt Shopee anh em thì mình thấy có một cái sản phẩm nó cũng khá là hay ho, bán với giá là 30k trên Shopee thôi. Thì mình có mua về để thử trên tay review cho anh em ha. Đây là một cái sản phẩm bộ sạc khẩn cấp tay quay tích hợp đi dã ngoại và cắm trại ngoài trời. Thì cái sản phẩm này là cái sạc quay tay USB khẩn cấp. Nó sử dụng để cho anh em sử dụng để cắm trại nè, leo núi hay là anh em đi phượt hay là đi du lịch, hay là anh em sử dụng nó để dành phát điện thắp sáng khi mà khẩn cấp ha, anh em sinh tồn chẳng hạn ha. Thì cái bộ sản phẩm này sẽ giúp anh em tạo ra điện. Thì anh em biết điện thì được ứng dụng trong rất là nhiều việc. Thứ nhất là thắp sáng nè, thứ hai là sạc cho điện thoại hay là sạc cho những cái thiết bị, hay là chúng ta có thể sử dụng điện để tạo ra lửa. Thì tùy theo cái nhu cầu cũng giống như là cái độ sáng tạo cho anh em thì anh em có thể sử dụng nó vào cái mục đích sống hay là cái mục đích sinh tồn của anh em. Anh em nhìn ngoại quan cái sản phẩm này thì nó thiết kế có một cái dây đeo để giúp anh em có thể móc vào trong ba lô hay là trong túi sách, hay là anh em có thể móc vào trong cái xe đạp chẳng hạn, hay là móc vào bất cứ thứ gì để anh em có thể dễ dàng đem theo. Trọng lượng thì đâu đó tầm khoảng 60g thôi. Tổng thể kích thước của nó là 5.8 x 4.6 và nhân 3.1cm. Với kích thước này thì mình quấn lại thì đâu đó khoảng 2 ngón tay thôi, rất là dễ dàng bỏ trong ba lô hay là túi sách để anh em mang đi. Ở trên cái sản phẩm này thì nó thiết kế là nó sẽ có một cái tay quay được giấu vào trong cái bộ này luôn. Khi mà anh em cần sử dụng thì anh em chỉ cần bật ra như vậy ha. Và trên cái thân của sản phẩm này thì nó sẽ có một cái cổng USB và một cái đèn báo. Khi mà anh em sử dụng cái tay quay này anh quay lên thì cái bóng đèn nó sẽ cháy sáng lên. Với cái cơ chế thì trong đây mình chắc chắn thì nó sẽ sử dụng một cái motor và nó có những cái bánh găng để khi mà nó giảm tốc lại thì khi mà cái lực tốc ở đây anh em quay nhẹ thì đằng kia nó sẽ quay nhanh hơn, và nó tạo ra cái mô men sắn. Thì anh em biết motor mà, khi mà chúng ta quay thì cái độ ma sát của nó sẽ tạo ra điện ha. Và nó sẽ có một cái phần USB đây để cấp điện cho anh em. Tổng thể dòng điện của họ giới thiệu á là cái đầu ra của nó được đâu đó tầm khoảng 5V là tối đa, và cái đầu ra điện của nó tối đa là 600mA, có nghĩa là 0.6A đó anh em. Thì với cái sản phẩm này thì mình thấy nó ra đời và nó thiết kế nó cũng lâu rồi anh em, nên chỉ phù hợp sạc cho những cái sản phẩm feature phone hay là sử dụng nó để thắp sáng những cái bóng điện như vậy thôi. Còn cái việc mà ứng dụng nó để sạc cho những cái chiếc smartphone mà có dung lượng pin 3-4 ngàn hay là những cái sản phẩm điện thoại chúng ta càng hỗ trợ sạc nhanh thì mình nghĩ đây là một cái sản phẩm không có phù hợp cho anh em. Nếu mà anh em mua về trải nghiệm hay là anh em mua về bỏ trong ba lô để dành sinh tồn, hay là có thể khám phá những điều mới lạ, hay là chúng ta mua về để giải trí thì khá là ok. Còn cái việc mà anh em mua về để quay tay để sạc cho những cái thiết bị smartphone hay là máy tính bảng thì không có được nha anh em. Tại vì mình ở đây á, mình có một cái USB mình đo dòng. Thì cái USB đo dòng này nó sẽ cho phép anh em đo được cái dòng điện ra của cái cổng sạc. Ví dụ á, mình có một cái sạc dự phòng. Khi mình cắm cái USB này vô cái sạc dự phòng của mình thì cái điện thế của nó luôn luôn ổn định ở mức 5.07V. Và mình cắm cái chui sạc này vào, mình ghim vô trong cái speakerphone của mình, cái bắp của mình, thì cái dòng điện của nó bắt đầu nó chảy nè, anh em thấy chưa, khoảng 0.74A, anh em thấy chưa. Thì cái dòng điện nó chạy như vậy thì nó mới sạc được cho điện thoại của mình. Tuy nhiên khi mà mình cắm vào trong cái bộ sạc quay tay này thì khi mình cắm vào á, mình quay lên thì cái bóng đèn nó cũng sẽ vẫn cháy và cái dòng điện của nó sẽ nhấp nhờn như vậy anh em, nó không có ổn định chút nào hết. Anh em quay tối đa cái tốc độ của nó thì nó cũng chạy ở mức 4.mấy và 5V thôi, anh em thấy chưa. Và cái dòng A của nó không có ra được, và cái điện thoại của mình nó tít liên tục, anh em thấy chưa nè. Có nghĩa là cái dòng ra của cái máy quay này thì nó sẽ không có ổn định. Tuy nhiên anh em có thể sử dụng nó trong những cái trường hợp khẩn cấp, ví dụ giống như là có thể thắp sáng được đèn hay là tạo ra lửa bằng cái sản phẩm này. Với anh em nào mà biết một chút về công nghệ ha, anh em thấy chưa, nó mình quay thì cái bóng đèn nó đã sáng rồi nè, anh em thấy chưa. Nó mình sẽ tắt luôn cái light đèn để test xem khi mà quay thì bóng đèn nó sáng ở mức nào ha. Thì đó anh em, khi mà mình tắt cái light đèn đi á, mình quay á, thì cái sản phẩm này nó cho cái độ sáng của cái bóng đèn này á thì cũng tương đối.
với cái dòng điện nó ra đâu đó tầm khoảng 5V hoặc là 3 mấy V thì anh em có thể sử dụng hai cái sợi điện á, anh em tạo ra lửa thì nó có thể sử dụng giúp anh em tạo ra lửa nè, hoặc là sử dụng trong những cái trường hợp khẩn cấp. Nó chỉ phù hợp cho những anh em nào mà muốn mua về trải nghiệm và thử thách sinh tồn này kia thôi. Còn thật sự ra nếu mà anh em mua về để sạc điện thoại hay là mua về để sử dụng sạc cho smartphone hay điện thoại chúng ta thì không nên đâu. Nó sẽ rất là gây hư cái điện thoại chúng ta. Thứ nhất là dòng điện nó không ổn định, và thứ hai là nó gây cho chúng ta đau tai, quay rất là mỏi tai luôn, nhưng mà không có hiệu quả mấy. Chứ anh em nghĩ với mức giá 30.000 thì mình thấy nó như vậy thì cũng đã ok rồi. Anh em muốn mình khám phá xem bên trong cái sản phẩm này nó có cấu phần linh kiện như thế nào không? Nếu muốn thì nhớ comment cho mình biết để mình sẽ khám phá linh kiện của sản phẩm này ra cho anh em xem bên trong nó có gì nha. Anh em nào mà muốn trải nghiệm cái sản phẩm này thì mình sẽ để cái link mua dưới phần mô tả video ha. Và cái link bài viết thì mình cũng sẽ để dưới luôn, để anh em bấm vào tham khảo và mua trải nghiệm cho nó vui vẻ. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này hay cũng giống như là hữu ích cho anh em thì bấm like, share cũng giống như là subscribe kênh tachabai.com của mình. Anh em muốn mình review sản phẩm nào thì nhớ comment cho mình biết ha. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em, bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.